Đây các bác, đây là cái cao lỏng mà em nấu xong, vừa nấu cả tuần xong mới xong nhé này các bác. Đây cái này là cái cao này, nó lỏng như thế luôn các bác. Tại sao em lại làm lỏng như thế? Em không 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 chưng, em không chưng cất cho nó đặc vào một tí nữa, bởi vì là cái cao này nó rất là đắng các bạn. Cái cao, cái thuốc ho này này, thì cái cao này là để chữa bệnh ho, bệnh về phổi, bệnh về hô họng ấy, nó rất là hiệu quả. Cao này thì tự em nấu nhé các bạn nhé, nó đắng này. Ở đây thì nó có cây xuyên tâm liên này, đấy. Có cây một lá này, có hoa đủ đủ đực này, chưa? Có cây có một ông rừng này, có cái gì nữa nhỉ? Có cây đơn châu chấu này, và có cây thuốc giỏi, à có cây bọ mắm này, và một số cái thuốc mà chuyên để chữa về ho ấy. Thì em nấu như này các bạn. Đấy, cái bây giờ em nấu như một nồi như này thì em sẽ để em sẽ cho vào cái lọ thôi. Và em bảo quản nó ngăn mát tủ lạnh. Bao nào đấy thì em sẽ gửi cho các bác. Nha, các bác nhìn thấy nó lỏng thế này thôi các bác. Nhưng mà khi mà các bác dùng, các bác vẫn phải dùng đây này. Bây giờ em sẽ lấy một ví dụ một lần các bác uống ấy. Với trẻ con đều uống được mà. Cái cao này là em đã nấu rồi thì mình sẽ uống, mình sẽ làm như này các bác đây. Đó, mình sẽ pha như này, một thìa này pha này, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Khi mình pha này thì nó đã đen hết rồi, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thấy chưa, em pha này nó đã đen hết rồi, vào thì mình sẽ uống. Mình sẽ uống uống như này, uống 2-3 ngụm thôi. Đấy, hoặc là các bạn có thể chịu được đắng ấy thì các bạn có thể uống nó đặc hơn một chút nữa, có nghĩa là các bác sẽ cho thêm một ít nước, các bác sẽ cho cả một thìa như này mỗi lần các bác uống ấy. Sau đó là các bác uống, nhưng mà để uống thì phải uống với nước sôi nhá. Cái này em làm mẫu là em lên nước lọc ấy. Đấy, các bác phải lấy nước sôi ấy, nước sôi nước nóng ấy thì pha nó mới bớt, nó mới tan ra. Các bác chỉ cần pha bằng này thôi, uống ngày các bác uống, ngày các bác uống 3-4 lần thôi. À ngày các bác uống 2-3 lần thôi, trẻ con cũng thế. Các vấn đề về ho, về hầu họng này, khó khè này, nhiều đờm này thì dùng cái bài thuốc này của em nó rất là hiệu quả. Cái bài cao ho này của em thì rất là nhiều nhiều người già, mà nhiều người nó ho ho nhiều quá, ho đấy, đờm đờm ở cổ ấy, nó cứ khàn khàn ấy, thì khi mà dùng cái cao này thì nó đều tan đờm ra hết, và nó những cái bệnh về ho mà đơn giản thì nó sẽ khỏi được nhé các bạn nhé. Đấy, đấy, bệnh lý về ho chữa phổi mà, chữa hô họng mà, có rất là nhiều cái thuốc quý luôn này các bạn. Em phải để nó đặc như này các bạn ạ, tại vì là để nó loãng thế này, nếu mà để nó đặc nữa thì nó rất là đắng, nó cực kỳ đắng. Ăn đắng nó uống thì nó sẽ có những cái người bị ho nhưng mà là bị huyết áp thấp ấy. Khi mà các bạn uống đắng quá thì nó sẽ tụt huyết áp, vậy nên là em phải làm lỏng thế này đấy, để khi pha này các bạn, mỗi lần các bạn chỉ cần pha một thìa như này, một thìa này cho em thôi. Cái thìa này, cái muôi của em này to thôi, mình ta pha cái thìa thì bé thôi các bạn. Bạn mà pha như thế này thì nó đặc lắm, nó khó uống lắm. Và cái này thì có thể là cho thêm mật ong vào, bởi vì mật ong chứa ho, mà mật ong rừng, mật ong chuẩn ấy, mật ong nguyên chất ấy, thì mình sẽ cho thêm mật ong vào, cho thêm mật ong vào thì nó sẽ dễ uống hơn một chút các bác, không thì nó khó uống. Tuy nhiên là đối với các bác không chịu được đắng thôi, còn bác nào mà chịu được đắng thì uống nó bình thường ấy các bác nhé. Đây cái đi ra nha, đậy cái vung vào đã các bác. Đây là thuốc ho nhé các bác. Đấy, cái này thôi nhưng mà nó cái thuốc ho của em này thôi nhưng mà nó nhiều vị thuốc quý lắm ạ các bạn, không phải đơn giản đâu, rất là nhiều vị thuốc quý luôn, toàn những cái thuốc mà gọi là những cái thuốc mà nó quý hiếm luôn, nó khó tìm luôn ạ. Đây các bác, đây và em là hôm nay em người ta lấy về cho em được đây này, cho các bác xem, cho các bác xem nhá, cho các bác xem cây củ gì đây nhá. Đây này các bác, đây này các bác nhìn thấy chưa, như củ gì chưa, nó đỏ chưa, đấy, đỏ au luôn. Đây là củ kim cang nhá, củ cây kim cang ấy. Cái này thì một vị thuốc rất là tốt trong bài thuốc mà bác nào mà bị tinh trùng yếu á, đấy, nam giới ấy, thì lấy cái này về sắc uống hoặc là ngâm rượu. Đấy, trong bài thuốc sinh lý của em thì không thể thiếu được cái kim cang này nhá. Đây này các bác nhìn thấy chưa, nó non này. Tuy nhiên là xử lý nó thì sẽ rất là khó luôn, và đặc biệt là bác nào bị đau nhức xương khớp ấy nhá. Đây, dùng cái này thì mình sẽ phải là đây này các bác, đây đấy, cái nào nó cũng đây đây thấy chưa, cái nào nó cũng đỏ đỏ này, còn cái da của nó này, đây cái da của nó này các bác,
Đây, cái da. Da nó cũng thế. Các bác phải biết là lấy được cái đống này. Nó là một cái loại thuốc rất là quý luôn. Cái này có thể dùng tươi được, cái dùng khô được. Ngâm rượu thì các bác ngâm tươi, ngâm khô được. Mình sẽ phải chặt hết những cái này đi. Cho người về chặt hết những cái này đi. Đấy, sau đó là tách nhỏ nó ra. Dùng cho bài thuốc xương khớp và bài thuốc bồi bổ cơ thể. Nó rất là tốt luôn. Cái này nó tốt hơn nhiều cái... Nó tốt hơn nhiều nhá. Nó tốt hơn nhiều với cái... khúc khắc các kiểu á. Cái nếu mà nói về xương khớp thì dùng cây này này, bổ thận tráng dương là dùng cho cây này là rất là tốt này các bạn. Kim cang nhé các bạn nhé, không có nhiều đâu. Đấy, em vừa mới lấy về này, chia sẻ cho các bác là cái cây kim cang này em đã chia sẻ ở rừng cho các bác nhiều rồi. Hôm nay thì thấy cây củ của nó hôm nay em mua được ấy, em cho người ta lấy cho ấy, thì em mua được thì em mới quay cho các bác xem thôi. Này, nó đẹp lắm này. Đẹp này các bác, rất là đẹp mà nó già. Đấy. Thế nên là bác nào mà bị xương khớp ấy, mà bị vấn đề về sinh lý ấy, muốn lấy một bình rượu về ngâm ấy thì cứ alo cho em nhé. Em có rất là nhiều vị thuốc quý. Bác nào bị ho thì cũng alo cho em, bởi vì em nấu xong cao rồi các bạn nhé. Các bác nhé.